cậu phải biết lo cho bản thân của mình chứ. Đừng tham công tiếc việc nữa. Vài tuần hay là bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Chúng ta cũng chẳng còn thân thiết gì cả. Bạn bè thì không. Yêu đương thì tôi cũng đã chấp nhận lời từ chối của chị rồi. Ăn sáng đi. Chị lạ thật đấy. Lúc tôi đến tỏ tình với chị thì chị từ chối. Từ chối xong chị lại xông đến đây. Chị không thích người ta, cũng không đồng ý cho người ta quên mình. Nào, ý chị như nào? Chú Nam gửi quà chị ạ. Ôi, sao nhiều thế? Đây là quà của chú Nam gửi để cảm ơn chị. Còn đây, em và chị Đông cũng ké để cảm ơn cùng ạ. Chị cảm ơn nhá. Nhờ có chị ép mà anh Hùng anh cũng chịu tìm thêm người làm rồi đấy ạ. Chị ép người ta quá đáng mà vẫn được thưởng công á. Anh Hùng nhà em thân lửa nặng lắm. Nhờ có chị bắt được vía mới ép anh Hùng ngoan ngoãn và vâng lời chị ạ. Em chào chị ạ. Chào em. Em xin phép, em về làm việc ạ. Chị. Chị hiểu tại sao em lại hủy buổi ra mắt nhà anh Khoa rồi. Em đã đi gặp cậu Hùng đúng không? Đâu có. Em vô tình gặp cậu ấy mà. Hùng bị tai nạn phải đi cấp cứu. Em không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Chị không biết là em đang cho Hùng cơ hội hay là chính em đang tìm cách để quay trở lại với cậu ấy. Em đang nghĩ gì? Chia sẻ thật lòng với chị được không? Thời gian qua em vẫn hoang mang với lựa chọn của mình. Nhưng bây giờ em biết mình thực sự muốn gì rồi. Em sẽ gặp anh Khoa và trả lời rõ ràng với anh ấy. Ý em là em sẽ chấp nhận hay là từ chối lời cầu hôn của anh Khoa? Em sẽ kể cho chị sau nhá. Bây giờ em còn cuộc họp với sếp nữa. Chị đành phải chờ em thôi. Chị có thể hỏi anh Khoa, nhưng chị vẫn muốn nghe trực tiếp từ em cơ. Thế chị cứ chờ đi.